Xin chào khán giả của Cô Dừa con. Hiện tại là cả nhà của Cô Dừa đang xem Trùm Nổ tập cuối. Đây có trà sữa với là bà ngoại. Đây có mẹ Ngọc. Đây có Thế Vĩnh với lại Giang Nghi với Gia Hân. Ngoài kia là ba Minh đang quay mấy băng nhỏ. Đó, nãy giờ ba Minh quay một đoạn rất là dài. Ở đây là TV. Mấy đứa nít nó kêu nó là gì chửi ngu vậy. Ta hồi hộp gần chết mà cười gì mấy đứa. Ta hồi hộp lắm biết không? Lúc này hồi hộp, lúc này cho chiến đấu của cho biết võ cho quýnh quá trời luôn. Đây bà ngoại coi phim đây. Bữa coi chồng với con trai diễn, bữa nay hết có chồng với con trai rồi, chỉ có con rể thôi. Rồi trà sữa ngồi coi rất là tập trung. Sữa ơi, nãy con cứ coi ai vậy? Có ai? Có cha với ai? Nhưng nguy hiểm quá sữa ơi, sữa vô sữa cứu cha đi. Sữa cứu cha nha. Nha, hả? Sao vậy hả? Hả? Để tập trung xem rồi. Đừng cắn tay con, đừng cắn tay. Giờ. Ghê quá sữa ơi, ta bắt ông ngoại kìa. Sữa gọi công an đi. Sữa gọi công an đi để cứu ông ngoại. Nha. Ừ, tập trung coi dưới vậy. Thế chú đó chú gì ạ? Chú tên gì? Cái gì? Chú đem kiến á. Chú Hùng Thuận. Chú gì? Chú Hùng Thuận mà con kêu là chú Hùng Thuận không ạ? Đúng không? Rồi, vậy là xong 7 tập rồi. Ban đầu dự kiến làm có 5 tập à. Dạ, nhưng mà cuối cùng là các tập phim nó hơi dài cho nên mình không vừa cắt ra thành 5 tập, 7 tập luôn. Bây giờ nè, em với anh đi vừa cửa phía sau. Đánh út tụi nó. Này, bà xã làm coi phim. Sở làm coi phim mà mắc cỡ. Xuống xuống nằm ghế massage luôn. Mắc cỡ. Sao? Không vấn là thấy ông xã đóng phim sao? Được không? Hả? Sao? Chào đi chỗ khác đi. Chú Vũ nó dễ thương ha. Chú Nguyễn Vũ nó dễ thương ha. Chú đem anh con nè. Theo bên là cứu được không? Em cứu được. Sao con biết? Con giới thiệu con có thấy khúc kìa. Dạ hả? Theo con cứu được không? Cứu được thì sao? Cô em muốn chết hết á. Dễ vậy? Theo con cứu được không? Cô đang thương hộp bổ. Bữa ba mình đóng đường tập hả? Hộp bổ hai lúc mà tập đầu hay gì giới thiệu tên đó. Cây cô đang thương con đi. Ghê quá, ây da. Dạ, cha đâu biết võ đâu, đánh gì nó dễ. Đúng vậy. Thấy không, thấy anh võ ghê không? Ghê không? Võ ghê không?
kinh khủng không? Ồ nguy hiểm quá. Đây la thằng Liệt, la với thằng Liệt, hai hai thằng xàm nhất qua đất. Đi vô đây thì cứu ông ngoại, cứu ông ngoại. Nghe hư cấu đó bạn, một mình em hai tụi anh đó. La Liệt bây giờ ghê rõ dữ đau rồi. Gì mà nó cười như tập đậu trời. Lúc này tụi con có ngoài nhà phải không? Dạ dạ. Ở ngoài chú ơi, nhưng mà con không qua hết được. Vậy hả? Mày cũng lì lắm anh đủ. Mày điện thoại tao đâu? Đó mày tháo lại tao ra. Đó mình thấy bà mày lưu điện thoại sửa đó. Sửa lại gì? Sửa chửi gì vậy? À. Đó. Đó. Đoạn này là những cái đoạn mà khuya mới bắt tay chị em biết có lắm không? Trời ơi, mấy cái đoạn này là cha rất là mệt luôn á. Diễn hết nổi luôn. Quá luôn. Cái đoạn đó là diễn không nổi luôn. Khổ của tao. Khó thở luôn. Diễn không nổi luôn á. Xỉu luôn. Nếu lên Sài Gòn thì cho mày ăn, cho mày ở. Tao thọ qua chuyện lộn với mày nó luôn. 6 ngày liên tục, 7 ngày liên tục. Đó. Tốt quá hả? Tao không nhìn lại cho tao làm gì hết, tao tiếc hả? Đây, quay bà xã mình, bà xã mình có đâu cũng đi mình. Tao có nghèo khổ. Tao cũng không cần cái thằng bạn xấu xa như mày. Đây, đổ phong. Cái này là đánh hài thôi à. Đánh hài nên nên có khỏe chứ mà đánh thiệt mình không biết là đánh. Không phải tao mà có cái gì. Hồi đứa mày với mày. Có bản lĩnh, có chi khí. Đây, coi chú Phong nè. Chú có biết quấn, chú có biết con. Thì múa cho dở xong bị đá ra bay trên tường liền. Chú chào, chú chào. Mày là người mới. Mày là mới sao tao chưa gặp mày lần nào vậy? Mày là người mới chưa làm sao mà gặp được. Sửa sửa coi chú coi chú không cười như vậy. Chú chào. Chú chào. Đó là chú chào. Ba. Còn nhiều người lắm anh chưa biết. Ba. Chạy đi con ơi, ở đây nguy hiểm lắm, chạy đi. Còn tao cứu ngoại mà. Tháo ra tôi ra. Tháo ngoại tôi ra chứ. Ghê quá. Sửa ai sửa, nhìn lên sửa. Ghê không? Sửa. Ủa bà Phương, cô chọc vô cái nách hả bà Phương? Ờ. Tháo ngoại tôi ra. Ok. Ghê quá. Thả ra tụi bay. Ghê quá, cái này ghê lắm mấy nha. Lúc này chả đánh dữ lắm luôn á. Coi nè. Rồi. Cũng dữ lắm. Thả ra tụi bay. Hai con cháu mày á là tụi tao mất ăn mày. Cái chú này cũng quen. Mày nhớ tụi mày. Mày khác cái mày không quen à. Không quen. Điểm học viện 24 cao đó. 20 năm về trước. Nè đại ca nè, đó chỗ chú bác Quy nè, chỗ bác Quy nè. Đúng rồi bác Quy nè. 20 năm về trước ông Trùm là đại ca. Chứ sao ông Trùm là đại ca mà. Mày còn nghĩ tao là đại ca với mày. Đây. Trùm xuống à. Bác Quy Trùm nóng dễ hơn ha. Ha, bác quay chung đất dễ hơn ha. Tao phát thì tính cho ra. Tao phát có được bơi một.
Trời quýnh bắt bộ trùng, quýnh ngoại rồi sữa, quýnh ngoại rồi sữa. Sữa ơi, bán không ai sữa. Sữa. Ờ, lấy nó rồi con. Đi đi con. Anh đi. Chó. Điện thoại đi con. Nhanh đi báo công an sữa ơi. Để đánh ngoại sữa. Trời ơi. Được chưa? Rồi gọi công an đi con. Sữa rồi, mang đi sữa. Gọi đi con. Gọi đi, gọi công an đi. Gọi con công an đi con, nhanh đi. Đánh nó ngoài kìa. Sữa ơi, xuống gọi đi. Mày biết, cái mặt mày ác lắm. Mày ác dữ lắm chứ. Nhưng mà tao lỡ không mày gì không. Sữa đang căng thẳng quá. Mày là một đứa em một của tao. Căng thẳng quá con. Quần áo mày bữa nay, bộ này, ba cái bộ nọ. Thấy cái mặt nó liền quê lắm. Tao thương mày. Tao biết trước sau gì. Vậy chúng tao phải giao lại cho mày. Không sớm thì tao. Không ngờ giao sớm. Anh em mình chia xong. À, bác của Trung hồi nhỏ. Anh mua về một cái được không? Giao lông cho Trung rồi. Nước. Bông bông bông. Học. Thế đi dưới. Nhà. Đất tụi cái nào mới thấy. Cái mông của anh á bị thương rất là nặng, nhưng mà anh ỷ yên không chịu đi khám. Bây giờ là anh nhiễm trùng tùm lum tà la. Bây giờ là tôi sẽ cố gắng hết sức để mà giữ cái mông của anh lại, nhưng mà nếu không được á thì sẽ thay cái mông nhà của cổ trang á. Nhưng mà anh phải chấp nhận làm sắp một năm nữa. Có gì vậy? Thì trường hợp xấu nhất là như vậy, anh cũng bị trên lòng tôi cố gắng hết sức. Ông phải giữ lên đất tôi nói. Tao đã chạy trốn mày suốt 2 năm. Tao đã gác ấm trong mày một tầng nước thì con sao con. Người ngoài kìa, gọi sữa. Ngoài này nghe bảo chứ không phải ngoài người ấy. Chúng là phải biết từ ngoài ấy từ chỗ. Sữa. Sữa gọi sữa. Tôi xin mày. Tao gã đi mày. Mày tha cho tao đi, cháu ngoại tao đi. Tao gần xuống lỗ rồi mà. Giờ mày mới xuống lỗ nè. Ghê quá anh sợ. Rồi ghê anh sợ. Sửa gọi con mai sửa. Sửa. Rồi ghê. Sửa. Sửa sợ luôn rồi. Sửa sợ luôn rồi. Sửa sợ luôn Ông ngoại, 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 ông ngoại
bị thương rồi. Mẹ bị thương rồi hả? Mà bị thương rồi. Sáng mua máy cho con hết được. Con không được. Ghê quá sữa. Mở mãn xong sữa. Sữa gọi công. Cái khúc này mà ở anh Bảo Trung anh Thoại mà mình cười muốn xỉu. Con bi. Con bi. Con bi. Con bi. Con bi. Mày tha thứ cho tao nghe không? Bị chú kia đâm á. Cái Hải mày nhiều fan lắm. Không sao mày. Ủa bố đâm được không? Ờ. Nhưng mà mới bị đâm lên nè. Mới bị đi nè. Thế là bữa đâm. Lâu rồi. Giả thôi, cái này giả thôi. Mình là xúc xúc dầu, xúc xúc cái máu đỏ, nước đỏ vô. Xúc thuốc đỏ thôi. Hương là hương gì đó. Tôi là ngoại. Hương là hương gì đó. Hương là hương gì đó. Hương là hương gì đó. Con sợ chứ không nói sao không biết mà. Hương là hương gì đó. Hương là hương gì đó. Hương là hương gì đó. Quay cho nó sáng, nhúc nhích luôn để xem. Quả sao? Quả nhỏ kìa. Lúc này, lúc này thổi cười cũng xỉu. Chuyên quá. Lắm là đủ. Từ qua ông đừng làm tôi sợ nha. Để tôi kêu xe cấp cứu với anh Trần. Phải lắng tay nghe, tôi kỹ thế. Tôi nghe. Đây là những lời chăn gối sau cùng. Chăn gối ơi. Con gì bà lo cho nó đi đâu? Tớ quay bà chụp đi là người trong nhà đó. Nấu nhớ nghe lời bà ngoại với con. Bà ngoại. Rồi muốn xéo diễn gì? Bà này cha lơ có rồi. Nhớ lại ông ngoại nè. Vậy thôi, kính chào quý khán giả đã theo dõi phim Trùm Nổ và cảm ơn rất là nhiều. Tôi gia đình nhỏ của Phương Dừa xin kính chào, hẹn gặp lại quý bà cô chú trong một clip tiếp theo. Bye bye, cảm ơn rất nhiều. Bye bye. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi Trùm Nổ của Phương Dừa. Cảm ơn rất là nhiều luôn, rất là nhiều luôn ạ.